trên sông nữa. Ghê quá. Cà phê gì xa quá. Ủa nó bán rồi đó. Nè này nè. Bánh xèo hương dưa rồi đó. Cái này là kỷ niệm rồi đó, anh tết mấy bé không rồi đó. Cái này cái mẹ nghe không vui đâu. Chỗ đó là phải trời lúc ở dưới kia. Ở đây bán đây à anh. Đó nhìn chỗ ông đó mình nói. À. Vậy hả? Ừ. Sao người ta dẹp quá chứ. Tôi hai lần kia nó chết rồi tao cuốn mẹ tao lên luôn. Dài đi, dài đi, đi rồi mới bốn về ở nhà bà chị xá ở bên Ninh Kiều luôn nè. Dài đi chơi em ơi. Đó, đây không? Mình ăn trên bờ quen rồi, giờ mình xuống biển mình ăn, xuống sông. Xuống sông. Đó có nhà hàng nổi kìa. Nhà hàng nổi, nhà hàng chìm như đây cũng có luôn. Cái quán này cũng ý tưởng rồi Bi. Nó lên thì nó lắc cho thấy. Đó. Lát ta cũng ăn ăn chú đi qua với mặt. À. Thơm. Thơm. Đi miếng đồ mà nó. Ở chỗ mình không dẹp vào đầu đồng gì nè. Sáng cái đồng gì nè. Ờ, chôm chôm rồi kìa. Chạy vòng vòng là mình mua là nó thấp vô phải chị? Ờ, mà cái đó bình thường mà đâu có tiền tạ, cũng giống cái cây bình thường. Ồ, mà nó đông hơn đi. Mà nó chợ cho ôm đông lắm. Ờ, người đó em có xuống đó không? Em có đi xuống dưới đó chưa? Ừ. Ờ. Anh bán cho bạn ở dưới đó. Nhà chị cái chợ trộn á. Chị có nhà anh Khơi ngay đây nè. Cái cậu lợi qua. Khách du lịch nhiều lắm nè bảy ơi. Đó. Cho bảy coi đi. Đó, bảy ơi. Mơ ước của bảy mà lần này bảy không có đi á. À, bảy này nhỏ em bên Hàn Quốc chị chứ không phải bảy bảy của mình. Bảy của mình là bây giờ đang làm gì không thấy. Em có đậu đây nó cũng cho lái lại mua hả em? Cái bọc bọc đó là cái gì vậy chị? Đồ trái cây rồi đó. Cái gì cho đồ đem đi bán. À. Là tại vì bây giờ mình được xe nó mình tiện đó em ha. Trời ơi, nó mấy. Tờ lên đó cũng trồng mấy nữa kìa. Hồi xưa chị đi về tôi ở đông lắm, chị thấy mấy đông lắm. Giờ xe tải nó. Ôi ơi bí kìa, ôi. Nó tới vườn luôn. Cái bí đó mà hầm hầm dừa ngon ghê chị. Nhớ hồi xưa mẹ bán chai bán hầm dừa, cái đâm quất cây cay vậy ăn ngon ghê. Trời ơi bí kìa ngon, xe tàu chú kia. Trước này là khách du lịch đó bảy ơi. Rồi lấy
4 ký đi. Chôm chôm nhiêu vậy? 2 kg rồi. Dâu với 2 kg rồi hả? Với 2 kg này 2 kg dâu chôm chôm đi. 2 kg dâu, 2. 2 kg này 2 kg chôm chôm đi. Dâu ngon không? Dạ tiêu hả? Dạ bò. Không mua chôm chôm với mua dâu. Để đi du lịch mà. Hai ký kệ nó mà đi rình mà. Thôi đây 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 nè anh ơi, tiền. Đây đây tiền, lấy tiền đây, đừng lấy tiền bên đó. Chị à, về cứ chị trả hết. Vậy thì ngon Út. Út vậy thì ngon. Này khô cơm mà nó vậy. Vậy Út vậy thì ngon. À. Về quá à, chứ mình ở đây giờ đâu còn đâu. Còn không? Còn không? Còn không? Còn không?
cỡ nào không? Giống như làm bán cầu vậy anh. Cái cầu như đầy một đầy. Cầu riêng rồi đó. Cầu riêng thường thì không có đâu, giờ vẫn có. Nhớ hồi xưa á, ông cậu làm bí thư á anh, hồi đó lên chỗ ông cậu mà là uống được ly nước cam mừng thấy mẹ. Tâm giá giờ uống cái gì không có. Đó ông làm bí thư tỉnh lên á, là lính đâu làm là cho ly ly nước cam uống mừng phái, uống con nhỏ mê. Giờ cái gì không có đó. Anh chút nó ra đi, người ta đông quá rồi. Không, đông, đông vậy đó. Đứng ngay đây đi. Quay đi. Đúng rồi đó. Cầu cổ bơm chờ không biết. Không, bình thường. Rồi, quay đi, không biết sao nữa. Nhìn xuống trời, nhìn lại. Kéo chút mũ lên. Cô thiếu thầy sợi á, đẹp quá. Thank you.